mây dồn vang tiếng nhạc giao hòa. Đất quê mình ngày nay đã đổi mới, lòng người phơi phới, dâng tràn niềm vui. Văn Lâm, mảnh đất cổ nghìn năm hình thành và phát triển cùng với đồng bằng châu thổ Bắc Bộ. Trống đồng Ngọc Loan có niên đại từ 2000 đến 2500 năm, vừa được phát hiện năm 2022 tại xã Tân Quang, bồi đắp thêm bề dày lịch sử của mảnh đất này. Huyện Văn Lâm là địa đầu của tỉnh Hưng Yên và cũng là cửa ngõ phía đông nam của thủ đô Hà Nội, tiếp giáp với tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Hải Dương. Vì vậy, đây là nơi giao thoa hội tụ của truyền thống văn hóa Kinh Kỳ, Kinh Bắc và Sơn Nam xưa với tục thờ Tứ Pháp, Nguyên Phi Ỷ Lan, lối kiến trúc cầu đá, điêu khắc tượng ông Sấm, đài kính thiên độc đáo. Đây cũng là vùng đất văn hiến, hiếu học với hơn 30 tiến sĩ còn ghi danh trên bia đá, trong đó có trạng nguyên Dương Phúc Tư, là cái nôi của khởi nghĩa Bãi Sậy. Từ chi bộ ghép Văn Gia Thuận năm 1938 đến chi bộ Ngải Dương năm 1941, tinh thần đường năm bất khuất, đường sắt kiên cường là những minh chứng cho truyền thống cách mạng anh hùng của huyện Văn Lâm. Sông Đình Dù, cây bàng cổ thụ tự hào là nơi ghi dấu những lần Bác Hồ về thăm Văn Lâm. Trải qua bao dâu bể biến thiên của lịch sử, qua nhiều lần đổi tên rồi chia tách, sáp nhập, đến ngày 1 tháng 9 năm 1999, theo Nghị định số 60 của Chính phủ, huyện Văn Lâm được tái lập từ huyện Mỹ Văn, tỉnh Hưng Yên với 11 xã, thị trấn. Hôm nay, ngày 1 tháng 9 năm 1999, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân lâm thời huyện Văn Lâm tổ chức trọng thể lễ tái lập huyện Văn Lâm. Đây là dấu mốc đặc biệt để từ đó Văn Lâm có sự vươn mình bứt phá mạnh mẽ, nhanh chóng chuyển mình từ một huyện thuần nông thành địa phương có công nghiệp phát triển, trở thành một cực tăng trưởng và có đóng góp lớn vào sự phát triển chung của tỉnh Hưng Yên. Ngược dòng lịch sử, trở lại thời điểm 25 năm trước, huyện Văn Lâm mới tái lập, khó khăn chồng chất khó khăn. Liên đoàn bản đồ địa chất miền Bắc ở xã Tân Quang, khu nhà ở Ga Lạc Đạo từng được mượn tạm làm trụ sở, nơi làm việc các cơ quan của huyện. Xuất phát điểm kinh tế xã hội rất thấp, cơ sở hạ tầng nghèo nàn lạc hậu, thiếu nhân lực là những bài toán khó của thời kỳ đầu tái lập huyện. Khó khăn lớn nhất của chúng tôi là cơ sở vật chất, cái cơ quan làm việc của cơ quan huyện ấy chưa có. Thì chúng tôi phải ở nhờ của Liên đoàn bản đồ địa chất miền Bắc. Các anh ấy dành cho chúng tôi được 2 tầng với 1 dãy nhà cấp 4. Thứ hai nữa là cán bộ công nhân viên của cơ quan huyện là thiếu và yếu. Cả huyện lúc có về là cũng mới có 4-3 đồng chí thôi. Cơ sở vật chất thì lúc đó nó cũng không có gì. Chúng cứ lệ thuộc vào 2 tuyến đường. Tuyến đường 5 với tuyến đường sắt. Đấy, còn lại các cái tuyến đường khác đấy, nó chưa có gì là mở mang cả. Nằm ở cửa ngõ thủ đô Hà Nội, có tuyến quốc lộ 5 và đường sắt Hà Nội-Hải Phòng chạy qua, nằm trên các hành lang phát triển quốc gia, quốc tế là lợi thế rất lớn của Văn Lâm mà không phải địa phương nào cũng có được. Vì thế, ngay từ nhiệm kỳ đầu tiên Đại hội Đảng bộ huyện sau khi tái lập, Văn Lâm xác định phải khai thác tốt lợi thế này. Cùng với sự năng động sáng tạo của người dân, phát huy các giá trị văn hóa lịch sử, truyền thống văn hiến cách mạng của huyện để tập trung phát triển công nghiệp, dịch vụ. Điều này cũng phù hợp với chủ trương chung của tỉnh Hưng Yên lúc bấy giờ. Chúng ta có một cái thuận lợi rất cơ bản là yếu tố địa lý nằm cạnh thủ đô Hà Nội, rất thuận lợi cho việc tiếp nhận các dự án đầu tư của tỉnh. Bởi vì hầu hết các dự án đầu tư thì đều muốn gần thủ đô, gần sân bay, giao thông đi lại thuận lợi. Và cái quan trọng là cái cơ chế chính sách cởi mở và thuận lợi. Hưng Yên lúc đó là tỉnh đột phá trong khu vực, dám táo bạo sẽ cắt đường ngang của đường 5 để đưa công nghiệp vào. Bắt đầu từ điểm giáp với thủ đô Hà Nội là Như Quỳnh, chúng ta hình thành khu công nghiệp đầu tiên. Sau đó từ chợ Đường Cái, chúng ta kẻ một đường thẳng lên đường sắt, đưa khu công nghiệp Poloia vào đó. Huyện ủy Văn Lâm khóa 21 mục tiêu xác định là xây dựng huyện Văn Lâm trở thành một huyện công nghiệp có điều kiện ven đô ven lộ. Chúng tôi xác định là làm sao là mình gần thủ đô Hà Nội thì phải tiếp cận với thủ đô về vấn đề kinh tế đi lên.
và đồng thời nó là ở nơi giao thoa giữa ba cái nền văn hóa là Kinh Bắc, Kinh Kỳ và Phố Hiến. Phải làm sao phát huy được cái đó thì anh Văn Đông là mới bật lên được. Chúng tôi phải xây dựng ngay ban đầu là cái quy hoạch, xây dựng là hai vùng kinh tế. Vùng một của chúng tôi là các cái xã dọc theo tuyến đường 5 ưu tiên cho công nghiệp dịch vụ. Vùng 2 là phát triển cho nông nghiệp và dịch vụ. Đồng lòng với nhau là những xã ưu thế thì ta làm trước. Từ chủ trương định hướng đúng đến sự nỗ lực quyết tâm cao, cách làm sáng tạo, hiệu quả của toàn hệ thống chính trị cũng như người dân và cộng đồng doanh nghiệp, những tiềm năng lợi thế nhanh chóng được khai phá và chuyển thành các giá trị cụ thể. Trong suốt 25 năm qua, Văn Lâm đã dành hơn 1.200 ha đất cho phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện, hình thành khu công nghiệp Phố Núi A, khu công nghiệp lớn nhất của tỉnh Hưng Yên hiện nay. Cùng với đó là các khu vực phát triển công nghiệp với hàng trăm dự án đầu tư ở Như Quỳnh, Tân Quang. Văn Lâm trở thành một trong những trung tâm phát triển công nghiệp của tỉnh Hưng Yên. Với sự năng động của người dân, nhiều ngành nghề tiểu thủ công nghiệp được phát triển như đúc đồng, tái chế kim loại, tái chế nhựa, nấu rượu, chế biến thực phẩm, đồ mộc, dược liệu. Đem đến sự sung túc cho bao gia đình, hình thành nên những ngôi làng tỷ phú trên mảnh đất 1/4 thế kỷ trước đây còn chủ yếu là nông nghiệp. Cơ cấu kinh tế được dịch chuyển mạnh mẽ. Những năm gần đây, Văn Lâm còn góp phần hình thành những đại đô thị mang tầm quốc tế như khu đô thị Ocean Park 3. Văn Lâm hôm nay đã chuyển mình khác xa so với 25 năm trước. Sự phát triển không những mang lại sự phồn vinh cho người dân Văn Lâm mà còn đem đến việc làm, thu nhập cho hàng vạn người dân ở nhiều tỉnh thành khác. Đối với huyện Văn Lâm thì cũng rất nhiều những thông tin rất vui mừng. Huyện đã có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và có 810 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Có 13 trên 79 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là những con số hết sức tích cực so với mặt bằng chung của cả nước. Thì Văn Lâm thì cũng được đánh giá là một huyện mà giàu nhất của tỉnh Hưng Yên. Ai cũng thấy được là cái việc đó, thu nhập bằng một cái tỉnh trung bình, các ông chí khoảng 4.000 tỷ, gấp 4 lần tỉnh Bắc Cạn. Bắc Cạn thu chưa được 1.000 tỷ, mà huyện chúng ta thu được như vậy. Rất tiềm năng, rất phát triển. Thì đây cũng là những cái chỉ số để nói lên được những cái điều kiện như vậy. Sự phát triển vượt bậc của Văn Lâm 25 năm qua được thể hiện qua những con số biết nói. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm thường xuyên ở mức 2 con số. Nếu như năm 2000, năm đầu sau tái lập huyện, công nghiệp chỉ chiếm hơn 22% trong cơ cấu kinh tế, thì đến năm 2023, con số này đã là trên 81%. Nông nghiệp giảm từ gần 50% xuống còn trên 3%. Một thành tựu đặc biệt là kết quả thu ngân sách. Năm 1999, toàn huyện thu ngân sách đạt 4,1 tỷ đồng. Một năm sau, đạt trên 15,6 tỷ đồng, gấp 3,8 lần so với năm đầu tái lập. Đặc biệt, năm 2022 đạt gần 9.400 tỷ đồng. Năm 2023 đạt trên 5.300 tỷ đồng, gấp hàng nghìn lần so với năm 1999. Văn Lâm nhiều năm liên tục là địa phương có đóng góp lớn cho ngân sách tỉnh. Với tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa nhanh, diện tích đất nông nghiệp ngày một giảm. Tuy nhiên, nông nghiệp Văn Lâm vẫn có những thay đổi vượt bậc, phát triển đi vào chiều sâu theo hướng sản xuất hàng hóa, chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ. Giá trị canh tác năm 2023 đạt 210 triệu đồng trên hecta, gấp 7 lần so với năm 2000. Xây dựng nông thôn mới về đích sớm hơn so với kế hoạch đề ra, là huyện thứ tư trên địa bàn tỉnh được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Huy động được trên 12.000 tỷ đồng để đầu tư xây dựng, nâng cao chất lượng các tiêu chí. Đến nay, toàn huyện có 3 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu, 8 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, 19 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Công cuộc xây dựng nông thôn mới đã đem lại cho quê tôi thay ra đổi thịt từng ngày, từ cảm nhận quê hương mình đẹp như phố. Khi mới tái lập, toàn huyện chỉ có 12 doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ, sử dụng hơn 24 hectare đất với tổng giá trị sản xuất trên 140 tỷ đồng. Đến nay, trên địa bàn huyện có một khu công nghiệp là khu công nghiệp Phố Núi A có diện tích gần 600 hectare với trên 210 doanh nghiệp đang hoạt động, tạo việc làm cho trên 30.000 lao động.
có 10 cụm công nghiệp được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch với tổng diện tích trên 460 ha. Trong đó có 3 cụm công nghiệp đã có quyết định thành lập. Cụm công nghiệp Minh Khai đang triển khai xây dựng hạ tầng và chuẩn bị đón nhận nhà đầu tư thứ cấp. Trên địa bàn huyện hiện có trên 1.700 doanh nghiệp đang hoạt động, tạo việc làm cho hơn 60.000 lao động trong và ngoài huyện. Giá trị sản xuất công nghiệp hiện ước đạt trên 130.000 tỷ đồng, gấp 945 lần so với năm 2000. Công nghiệp là động lực chính cho sự phát triển của huyện Văn Lâm 25 năm qua. Sự hỗ trợ lớn nhất của huyện Văn Lâm đối với chúng tôi phải nói đến là nguồn nhân lực xuất sắc. Trong hơn 20 năm qua, để tạo ra được những sản phẩm với độ chính xác cao, với số lượng lớn thì không thể thiếu sự siêng năng và tinh thần đồng đội của từng con người nơi đây. Điều này cho thấy trình độ học vấn và tinh thần làm việc của người dân địa phương. Về xây dựng cơ bản, năm 1999, huyện và các xã chưa được đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, nhiều công trình, trường, lớp học xuống cấp, sinh hoạt cộng đồng chủ yếu ở đình chùa, có trên 370 km đường giao thông, chủ yếu là giao thông nông thôn, có mặt cắt nhỏ. Đến năm 2013, trụ sở các cơ quan của huyện và các xã thị trấn được đầu tư xây dựng khang trang. Nhiều công trình phúc lợi được xây dựng đồng bộ. Năm 2024, ước tính tổng giá trị xây dựng đạt trên 2.000 tỷ đồng, tập trung triển khai thực hiện nhiều dự án giao thông mới của Trung ương, của tỉnh như đường Vành Đai 4, đường DT380, 385, 387, DT379 kéo dài. Quy hoạch mới mở rộng các trục đường giao thông tuyến huyện và tuyến xã theo quy mô cấp đô thị, sẽ hình thành 3 trục dọc kéo dài từ thị trấn Như Quỳnh đến xã Lương Tài, kết nối với các địa phương bạn ở Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương và đường DT385, đường gom phía nam đường sắt và đường DH15, cùng với các tuyến đường ngang tạo ra mạng lưới giao thông kết nối, giúp hình thành các không gian động lực phát triển mới cho huyện. Trong giai đoạn 2016-2020, chương trình phát triển đô thị Văn Lâm hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Năm 2020, khu vực trung tâm của huyện gồm thị trấn Như Quỳnh và các xã Tân Quang, Trừng Chắc, Đình Dù, Lạc Hồng, Lạc Đạo được Bộ Xây dựng công nhận đạt tiêu chí đô thị loại 4. Thương mại dịch vụ phát triển ngày càng đa dạng, phong phú. Dịch vụ nhà trọ, thương mại điện tử, bưu chính viễn thông Internet, vận tải, siêu thị, nhà hàng khách sạn, các trung tâm thương mại, công trình vui chơi giải trí ngày càng phát triển, chất lượng dịch vụ tốt theo hướng đô thị hóa, đáp ứng nhu cầu và nâng cao mức sống của nhân dân. Tổng giá trị sản xuất ngành thương mại dịch vụ năm 2023 đạt 5.540 tỷ đồng, tăng 46 lần so với năm 1999. Đất đai là nguồn lực quan trọng cho phát triển. 25 năm qua, huyện đã tiếp nhận giải phóng mặt bằng gần 1.370 ha đất cho trên 500 dự án đầu tư vào địa bàn, trong đó có một khu công nghiệp, 3 cụm công nghiệp, 5 dự án đô thị. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở được trên 22.000 thửa, đạt 72%. Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở được 1.500 tỷ đồng, góp phần tạo nguồn lực xây dựng nông thôn mới và từng bước đáp ứng hạ tầng đô thị. 80 trên 80 thôn, phố có tổ vệ sinh môi trường, tỷ lệ số hộ gia đình tham gia thực hiện phân loại xử lý rác thải tại nguồn đạt trên 60%. Môi trường làng nghề từng bước được xử lý, di rời, được trên 450 hộ sản xuất tại làng nghề tái chế nhựa Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh vào cụm công nghiệp và 100% số hộ làm nghề tại làng nghề tái chế Chỉ Đông Mai, xã Chỉ Đạo vào khu sản xuất tập trung. Chất lượng giáo dục không ngừng được nâng cao, luôn trong top đầu của tỉnh. 25 năm qua, thành lập thêm được 3 trường trung học phổ thông, tiếp nhận vào địa bàn 1 trường cao đẳng, 1 trường đại học và 3 cơ sở dạy nghề. Điểm chuẩn thi vào lớp 10 trung học phổ thông hàng năm luôn đứng top đầu của tỉnh. Năm 1999 có 83 học sinh đỗ đại học, đến năm 2023 có trên 400 học sinh thi đỗ đại học. Năm học 1999-2000 chưa có trường đạt chuẩn quốc gia. Đến nay, Văn Lâm là địa phương đầu tiên ở tỉnh Hưng Yên có 100% trường học đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 22 trên 32 trường đạt chuẩn mức độ 2. Công tác y tế có nhiều chuyển biến tích cực. Trung tâm y tế huyện được nâng cấp mở rộng từ 90 giường bệnh lên 110 giường bệnh, 100% trạm y tế xã thị trấn có bác sĩ, tỷ lệ phát triển dân số năm 1999 là 1,27%, đến năm 2023 là dưới 1%, chất lượng đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. Văn Lâm chiến thắng đại dịch Covid-19 trong bối cảnh là cửa ngõ giao thông của tỉnh, có nhiều doanh nghiệp và hàng vạn lao động tỉnh ngoài đến làm việc.
tỷ trọng lao động trong ngành công nghiệp dịch vụ ngày càng tăng. Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 1999 khoảng 35%, đến nay đạt 85%, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh và tương đối bền vững. Năm 1999, tỷ lệ hộ nghèo của huyện là 6%, đến nay còn 0,8%, thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh. Văn Lâm là huyện duy nhất trong toàn tỉnh trích kinh phí tặng quà cho người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng và gia đình liệt sĩ với tổng kinh phí gần 12 tỷ đồng trên năm. Truyền thống văn hóa của quê hương đất nước được giữ gìn, bảo tồn, phát huy. Toàn huyện có 37 di tích được xếp hạng, trong đó có một di tích quốc gia đặc biệt là chùa Thái Lạc, xã Lạc Hồng, 17 di tích quốc gia, 19 di tích cấp tỉnh, có 3 bảo vật quốc gia là tượng sư tử đá cùng hệ thống thành bậc đá chùa Hương Lãng, xã Minh Hải và bia đá Đại Bi Diên Minh Tự, xã Lạc Đạo. Lễ hội cầu mưa, xã Lạc Hồng được ghi vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Quần thể làng Nôm trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Là địa phương có dân số đông, nhiều cơ quan doanh nghiệp, khối lượng hồ sơ thủ tục hành chính lớn, nên công tác cải cách hành chính luôn được quan tâm chỉ đạo, có nhiều đổi mới. Văn Lâm là một trong những địa phương đi đầu ở Hưng Yên xây dựng trung tâm điều hành thông minh IOC, tích cực triển khai thực hiện đề án số 06, góp phần xây dựng chính quyền số, đô thị văn minh. 6 năm liền, từ 2017 tới 2022, Văn Lâm đứng thứ nhất tỉnh về cải cách hành chính, năm 2023 đứng thứ nhì. Văn Lâm có vị trí chiến lược về quốc phòng an ninh là trọng điểm phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Vì vậy, huyện luôn quan tâm chỉ đạo xây dựng đồng bộ các tiềm lực khu vực phòng thủ, chú trọng tiềm lực chính trị tinh thần, tiềm lực kinh tế. Công tác tuyển quân hàng năm đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, đặc biệt quan tâm đến chính sách cho bộ đội xuất ngũ khi trở về địa phương. An ninh trật tự được đảm bảo, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tạo môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh an toàn, thuận lợi cho doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương. Trong 25 năm vừa rồi ấy, thì thấy là Văn Lâm thực sự là một huyện phát triển, từ một huyện mà thuần nông, đời sống khó khăn, nhà cửa còn lụp xụp, đến bây giờ thì thấy là cả huyện là công nghiệp hóa, rồi là thương mại dịch vụ phát triển mạnh, dáng dấp của đô thị rõ rệt, đời sống nhân dân được phát triển và thấy là cái bộ mặt của huyện Văn Lâm khác hẳn so với 25 năm trước đây. Nhân dân chúng tôi rất là phấn khởi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền nhà nước. Để các doanh nghiệp vào đầu tư và thuận lợi trong cái công tác hoạt động sản xuất kinh doanh thì chính quyền luôn luôn đồng hành cùng với cả doanh nghiệp, tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc và để tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp phát triển. Và doanh nghiệp phát triển thì đồng nghĩa với việc người lao động nói chung có công ăn việc làm, có thu nhập tốt. Thế và trong đó có người lao động của Văn Lâm. Song song với phát triển kinh tế thì cái việc đảm bảo môi trường sống an toàn, đảm bảo an ninh trật tự để người dân thật sự yên tâm có cái điều kiện kinh tế tốt và cái đời sống, cuộc sống nó an toàn. Từ 29 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với trên 3.700 đảng viên khi tái lập, đến nay Đảng bộ huyện Văn Lâm có 36 tổ chức cơ sở đảng với trên 5.800 đảng viên. Qua 5 kỳ đại hội, Đảng bộ huyện luôn xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng đảng là then chốt. Công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức được coi trọng. Xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Việc giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, đạo đức, lối sống văn hóa được thực hiện sinh động qua việc tổ chức đi thăm các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử trong và ngoài huyện, thăm các bậc tiền bối, lão thành cách mạng, trong đó có đồng chí Mai Vi, một trong những đảng viên đầu tiên của chi bộ ghép Văn Gia Thuận, nhân chứng sống cuối cùng của nhà tù Sơn La. Luôn đổi mới việc học tập, quán triệt nghị quyết, công tác kiểm tra, giám sát, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực, công tác dân vận luôn được thực hiện tốt, không chỉ góp phần xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, mà còn là điểm tựa vững chắc cho sự phát triển kinh tế xã hội. Vai trò của tổ chức đảng, cấp ủy các cấp được phát huy trên tất cả các lĩnh vực. Xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay như mô hình 1 cộng 10, một đảng viên phụ trách 10 hộ gia đình ở thị trấn Nhu Quỳnh, việc thành lập tổ thẩm định đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ ở xã Đình Dù. Đảng bộ huyện Văn Lâm đang đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, mở được nhiều lớp học cảm tình đảng cho học sinh, công nhân, kết nạp được một số đảng viên trong trường học, chú trọng thực hiện công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong đơn vị kinh tế tư nhân, nhất là đối với chủ doanh nghiệp.
việc thực hiện nghị quyết số 39 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bố trí lãnh đạo xã không phải là người địa phương đạt kết quả cao. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội quần chúng ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả rõ rệt. Phong trào dân vận khéo đã phát huy vai trò tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng, nhất là đối với các dự án quan trọng quốc gia như đường vành đai 4, đường dây 500 kV mạch 3 cùng các dự án trọng điểm của tỉnh trên địa bàn huyện như khu đô thị Đại An, khu công nghiệp Phú Nội A, các tuyến đường tỉnh. Văn Lâm là địa phương đi đầu trong triển khai mô hình chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp. Từ 61 cán bộ công chức viên chức người lao động của cả khối đảng, đoàn thể và khối chính quyền huyện ban đầu, đến nay có 118 người làm việc. Hội đồng Nhân dân các cấp luôn duy trì tốt chức năng nhiệm vụ quyền hạn, không ngừng đổi mới các hoạt động, quyết định nhiều vấn đề quan trọng nhằm triển khai mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tổ chức thành công các cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Ủy ban Nhân dân các cấp luôn bám sát các nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, có nhiều nỗ lực trong chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, tăng cường quản lý nhà nước trên các mặt. Văn Lâm đã nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo rất sáng suốt của các đồng chí lãnh đạo từ Trung ương đến tỉnh, đã gợi mở định hướng cho Văn Lâm các cái mục tiêu, các cái nhiệm vụ hết sức là sát và đúng với tình hình, điều kiện của Văn Lâm. Từ đó thì Văn Lâm đã tổ chức triển khai thực hiện thành công, cùng với cả cái việc tiếp thu những cái tinh hoa về kinh tế, về văn hóa, về quản lý xã hội từ thủ đô Hà Nội, sự năng động sáng tạo của người dân Văn Lâm tạo nên cái bức tranh về phát triển kinh tế xã hội rất là tốt đẹp như ngày nay. Với những thành tích đột phá trong 25 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Văn Lâm vinh dự 3 lần được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất vì có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2009 đến năm 2013, từ năm 2014 đến năm 2018 và từ năm 2019 đến năm 2023, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Văn Lâm được phát triển như ngày hôm nay đó là đất và con người Văn Lâm có một cái rất là khác. Văn Lâm là một tập thể rất đoàn kết. Con người của Văn Lâm thì rất chịu thương chịu khó. Nhân dân Văn Lâm thì rất năng động, làm giàu cho bản thân mình rồi nộp thuế cho nhà nước, và đặc biệt là đã truyền lửa cho cả hệ thống chính trị của huyện là khát vọng phát triển, khát vọng vươn lên để phấn đấu Văn Lâm ngày càng giàu đẹp, nhân dân thì ấm no hạnh phúc. Trong quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, xác định đến năm 2030 xây dựng Văn Lâm là đô thị công nghiệp dịch vụ thương mại có vị thế cửa ngõ phía Tây, kết nối trực tiếp với thành phố Hà Nội, có các đầu mối giao thông quan trọng của tỉnh Hưng Yên và vùng Bắc Bộ. Dự kiến thành lập thành phố Văn Lâm đạt tiêu chí của đô thị loại 3, hình thành đô thị vệ tinh nằm trong khu vực vành đai 4 của vùng thủ đô Hà Nội. Đến năm 2037 và tầm nhìn đến năm 2050, Văn Lâm là cấu trúc một quận của thành phố Hưng Yên trực thuộc Trung ương. Để làm được cái việc này thì đòi hỏi thì một sự quyết tâm rất cao của cả hệ thống chính trị. Vấn đề đặt ra ở đây là phải phát triển. Thứ nhất đó là toàn bộ hệ thống hạ tầng giao thông. Hiện nay trục dọc đầu tư rất là tốt, còn lại một số các trục ngang để kết nối giao thông. Đi đối với việc đó thì tiếp tục hoàn thiện cái hệ thống đô thị. Trong tương lai gần thì cái hệ thống đô thị của Văn Lâm rất đồng bộ. Bởi vì ở đây có các cái doanh nghiệp lớn về làm các cái đô thị ở đây để tạo điều kiện cho Văn Lâm phát triển đô thị. Tỉnh sẽ hỗ trợ các cái nội dung, ví dụ hướng dẫn về mặt chuyên môn. Thứ hai có thể hỗ trợ bằng nguồn lực. Cái thứ ba là cái khung pháp lý. Vấn đề đặt ra bây giờ là phải giải phóng mặt bằng. Khi giải phóng mặt bằng thì tỉnh sẽ đồng hành cùng với huyện, đồng hành với các doanh nghiệp để làm sao mà các doanh nghiệp sẽ tích cực hơn nữa, đẩy nhanh hơn nữa, đầu tư vốn nhiều hơn nữa để hoàn thiện nhanh cái hạ tầng. Văn Lâm trở thành một cái huyện là có cái hệ thống giao thông đồng bộ, có hệ thống đô thị hoàn chỉnh, có chính quyền địa phương vững mạnh và nhân dân thì ủng hộ.
thì tôi tin tưởng rằng là Văn Lâm sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra. Trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Lâm lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025 cũng đưa ra quan điểm phát triển phù hợp với chiến lược phát triển của tỉnh là phát triển nhanh và bền vững, đẩy nhanh quá trình đô thị hóa, đổi mới sáng tạo, phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa xã hội với xây dựng quốc phòng an ninh. Để thực hiện thành công những mục tiêu này, huyện Văn Lâm sẽ tập trung làm tốt công tác quy hoạch, đảm bảo đồng bộ với quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt và có chất lượng cao. Bên cạnh đó, một số nhiệm vụ đột phá là tiếp tục làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án, đẩy mạnh phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng văn minh đô thị để đáp ứng nhu cầu đô thị hóa. Huyện cũng sẽ chuyển đổi mô hình tăng trưởng sang hướng đô thị dịch vụ, tăng trưởng xanh, bền vững, chuyển đổi số, kinh tế số. Phát huy những thành tựu kết quả đã đạt được trong 25 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân của huyện xác định trong thời gian tới sẽ nỗ lực hơn nữa để tận dụng những cái cơ hội hiện có nhằm đưa huyện Văn Lâm trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2030. Trong đó thì sẽ tập trung vào xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng được cái đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và bản lĩnh phục vụ nhiệm vụ trong cái thời gian tới, hoàn thành xây dựng hệ thống hạ tầng các khu cụm công nghiệp đã được quy hoạch và phát triển công nghiệp của Văn Lâm trong cái thời gian tới thì xác định theo cái định hướng nó sẽ thu hút các cái dự án công nghiệp công nghệ cao và giảm phát thải. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao của huyện, tiếp tục đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật xã hội ở các khu vực nông thôn nhằm đạt được các cái tiêu chí của đô thị, tiếp tục thu hút các cái dự án đầu tư phát triển các cái đô thị mới theo định hướng là đô thị xanh, hiện đại, đồng bộ và tạo điều kiện để phát triển các cái ngành dịch vụ trọng yếu kết hợp với phát triển kinh tế số, chuyển đổi số để từng bước xây dựng những cái đô thị thông minh trên địa bàn của huyện. Đồng thời chú trọng làm tốt công tác quốc phòng an ninh, phấn đấu đưa huyện Văn Lâm trở thành một cái đô thị văn minh, đồng bộ, hiện đại, năng động và đáng sống. Một phần tư thế kỷ vừa qua, chứng kiến sự chuyển mình của Văn Lâm từ một huyện thuần nông trở thành địa phương có công nghiệp phát triển. Một phần tư thế kỷ sắp tới, Văn Lâm đang khát vọng chuyển mình lần nữa để trở thành một đô thị hiện đại. Những sự bứt phá ngoạn mục 25 năm qua sẽ là nền tảng, động lực để Văn Lâm hiện thực hóa khát vọng này. Những kết quả đó cũng tạo niềm tin, kỳ vọng để Văn Lâm sẽ tiếp tục vượt trước trong sự phát triển chung của tỉnh Hưng Yên, vươn lên một tầm cao mới với sự phát triển hài hòa, bền vững, bao trùm. Mảnh đất ngàn năm chung tay gìn giữ, Văn Lâm rạng rỡ.